đây các bạn. Bột canh nữa. Đấy. Ăn này cho nó giòn giã, tươi ngon. Các bạn nghe, đi cái buổi trưa này. Mắt mình cứ nhìn thấy cái cảnh này, bác sợ mình đúng rồi. Khám phá xem cái này là cái cục gì này. Chưa ở đây rồi. Mới xem. Cái khu là nó gọi là rốn biển của Sầm Sơn. Ai trôi giặt là nó cái đồ như quần áo rồi là tất cả những cái đồ gì mà nó dễ trôi giặt đấy là Sầm Sơn đấy, và nó hay giặt vào những cái khu như thế này. Cho nên là trong những khu này thường thường là cái video trước ấy em có quay ấy, là và nhặt được bao nhiêu tiền ấy, tiền nó trôi ấy, của khách là tắm ấy, xong nó trôi nó giặt vào trong cái khu này này, rồi là tất cả các cái đồ ngày xưa các thứ là tàu thuyền chìm chiếc ấy, nó cũng hay trôi vào trong giặt vào trong những cái khu như thế này. Này nó dạng giống như là một cái rốn biển của Sầm Sơn. Thì cái khu này là nước nước ra nước vào là vừa nước biển vừa nước ngọt vừa nước mặn. Cho nên là khoảng cứ thấy mình đi một mình thì đưa một mình như này, thấy những bộ quần áo rồi là các cái đôi giày đôi dép và cảm giác người nó cứ lạnh lạnh rồi. Một mình nó cảm giác nó không đấy lắm. Mà đi hai ba người thì sao hai ba người đông đông nhiều khám phá, mà đi một mình thì là chỉ sơ qua cho các bác xem về cái khu vực này thôi.
một ngày nước nó xuống thì cá cũng lắm. Đây này các bác nhìn thấy con cá này, có con hàu hết này. Hàu này ăn, hàu sứa này ăn rất là ngon, mà hiện tại là em chưa mang dụng cụ thì hôm nay cũng chưa muốn ăn hàu, mà mốt em sẽ bắt hàu trực tiếp ăn cho các bác xem. Trên này hàu sứa tươi ngon lắm, bắt tại chỗ mình ăn luôn, quá tuyệt vời. Bám trên đây này là những con vẹn xanh này, rồi hầu ngao nước nó cũng bao vào đây nhiều. Bạn nhìn thấy này, con vẹn này. Đây đến chiều nước xuống là nguyên cái khu này này, em sẽ vây lại bắt cá. Cái đoạn này chắc chắn là cá nhiều luôn, vì là cá nó mắc cạn này, nó bơi vào trong này. Đó, em sẽ chấn cái chỗ này lại để bắt cá. Đó, này là nước nó đang xuống thì em đi cái tầm này là nước nó chưa xuống mạnh. Tầm trưa trưa nữa là nước nó xuống mạnh nữa là cái khu này bắt cá là quá vô tư luôn. Đấy, bắt cá này. Bắt cá đây. Nước bắt đầu nó chảy ra hết là bắt đầu là đây. Nước nó chảy ra biển này. Đấy, khu này nước cạn. Đấy, em sẽ bắt cá khu này. Đấy, cá nó đang chạy. Đấy, có nhìn thấy chưa? Đấy. Cá cực kỳ nhiều luôn. À, em đã thấy cá rồi. Và em sẽ chấn cái chỗ này lại để cho cá nó vào đây. Các bác đây, ui giời. Đây. Bây giờ bắt đầu.
đây. Đây. Đây các bạn. Đây. Đây 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 đây. 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 Chạy à? Một chạy à? Từ từ, để nhốt nó lại cái ạ.
Sashimi ăn cặp lợn
Cá nhảy đấy, cá biển nha, biển tuyệt vời luôn nha, chứ không phải là cá đồng đâu nha, với cá sông đâu nha. Chung là ăn với cái sashimi này, cái gì đây, mù tạt một chiếc ở đây là mình ăn không quen, em ăn không quen nên là em ăn với chanh này với cá đang còn bơi nhảy. Chung là cứ còn là bơi là bập. Đây các bạn. Chỉ một cành nữa. Đấy. Ăn này cho nó giòn giã, tươi ngon. Ngọt tươi, ngon, ngọt. Đảm bảo tươi sống 100% luôn, quá ngon. Cành ngon lắm, thì một cành á, đang nhìn thấy cá đang bơi luôn đấy, đang nhảy đấy. Đấy, cá này là cá biển nha, đang bắt ngay tại biển luôn, ăn tươi sống luôn, ngon lành luôn, cá đang tươi, ngon. Các bạn nhìn thấy cá đang bơi chưa? Đấy, cá này cá bé bé nha, cá mắc cạn, cá nước biển 100% luôn, ăn. Đồ biển thì đảm bảo chứ không giống như đồ đồng. Đấy, tươi ngon tuyệt vời. Đấy, cá đang bơi đấy. Bơi đồ ăn lên đây. Đây, hiện tại là sản phẩm của em bắt được lên đây. Đấy, đang bơi đây. Rồi em bắt đầu em bắt. Đây. Mình chành đấy, quay một mình trên nó hơi khó à, đi bục canh ăn dân dã luôn tại đây luôn đấy, có ngon luôn đó.
sau thành được sản phẩm này là được được một mẻ ăn sashimi, ăn gỏi cá với là còn một này thì, em bỏ vào xiên nướng ăn để lấy calo trong ngày. Chung là từ sáng giờ là đi bắt cá là hơi mệt nên là nó rất chỉ là hao tốn năng lượng, cần phải nạp năng lượng ngay, và hôm nay cá đã đủ. Bắt hôm nay cũng phải được tầm cỡ 40 con cá này là cũng đủ cái số lượng calo cho trong người rồi. Đấy, sinh tồn được trong ngày. Đấy, đây là cái con mình đi nướng sau được cá này, quá ngon, tươi ngon luôn. Cá này thì bé nó cũng nhanh chín thôi, chín là bập ăn thôi. Chúng là cá tươi ngon biển tự bắt, chúng là cực kỳ nhiều đồ biển tươi ngon, nhưng mà mình phải khó cơ, mình cũng phải bắt. Chứ còn cái này biết được cái cảnh của người dân người ta đi đánh bắt ấy, khổ sở như nào mới được con cá tươi ngon.
với cái số lượng cá như này thì đủ một ngày calo cho mình ăn để sinh tồn được đúng một ngày thoải mái. Để mình có 50 cân thôi, 50 cân với một cái lượng calo tầm 40 con cá biển như này bằng ngón tay như này là đủ cho mình sinh tồn trong một ngày. Quan trọng là nước thôi, nếu thiếu nước là các thiếu nước thì các bạn sẽ mất nước và các bạn sẽ hoa mắt chóng mặt và sẽ không lao động được nhiều, sẽ bị mất nước thì con người không linh hoạt được, không muốn hoạt động, hoa mắt chóng mặt. Nên là trong khi đấy nước rồi ta cũng phải cần nạp thêm ít năng lượng calo vào, như là trái cây, hoa quả hay là bất cứ một cái năng lượng calo nào mà để cho mình con calo trong người là chiến thôi. Chỗ nước cạn này
thơm lắm. Tươi ngon, thơm. Quá tuyệt vời. Mềm, cái này là cá bóng, cá đối, cá đối biển, mềm lắm, tươi sống ngon, nhưng mà cá này ăn nó ngọt, cá tuyệt vời. Đủ số lượng calo cho mình cả ngày. Hôm nay tiếp tục để đi ra sinh tồn. Bắt tiếp. Hôm nay được hai món cá, một món cá sashimi ăn gói với một món cá nướng. Hôm nay mình chủ yếu là bắt cá thôi. Không bắt các loại khác mà muốn bắt các loại khác ở chỗ khu vực này á, rất chi là nhiều hải sản mắc cạn vì khi nước nó xuống nó có cái khe đá, cái rãnh đá là rất là nhiều cá mắc cạn, các loại hải sản mắc cạn. May thì được con to, không thì cá nhỏ này thì lại không thiếu, cá nhỏ hay nhỏ. Nướng nó thơm, ngon, mềm, quá tuyệt vời. Ngay mình cũng đủ calo, mình đi ra tiếp tục